trời á, mỗi một tầng trời á đầu thai xuống thế gian này thành một quốc gia. Ví dụ tầng trời thấp thì thành quốc gia thấp, những người có phước á thì đầu thai thành những quốc gia giàu có. Cho nên mỗi một cái quốc gia là giống như đại diện cho mỗi tầng trời, mỗi dân tộc á là tùy theo cái phước của họ. Hôm nay thí dụ mình làm chức bộ trưởng thì mình có phước hôm nay mình làm bộ trưởng, nhưng mà mình làm không có đúng cái chức trách của mình kiếp này thì kiếp sau mình trả tội rồi, mình có thể đầu thai thành anh phi châu chạy mặc sờ rông, chạy vòng vòng ở trong rừng đi săn thú đó. Thì mỗi một kiếp mình đều do cái nghiệp quả của cái hiện tại mình đang làm. Cho nên bây giờ mình muốn biết kiếp sau mình làm cái gì á thì mình nhìn hiện tại mình đang làm gì cho dân chúng và cho những người xung quanh, tốt hay xấu. Nếu mình làm xấu thì mình trả cái nghiệp rất là nặng, tất cả đều là do nghiệp hết. Nó cũng giống như cái credit card vậy đó, cái credit report vừa của Mỹ vậy đó, cái tín tín dụng của Mỹ vậy đó. Ở bên thiên ma đó họ cũng bỏ xuống đây nghìn 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 con cháu của họ sống chung với loài người của mình nè. Mình cho nên có những người có thể sống chung làm anh em ruột với mình đó. Cho nên tại sao mình nói một đường thì họ hiểu một nẻo, tại sao mình nói hướng đông thì họ nói hướng tây, mình nói mặt trời lặn hướng tây thì họ nói mặt trời lặn hướng đông, họ đều là đi ngược với mình hết. Là tự gì cái tâm của họ đã là con của thiên ma rồi, muốn thay đổi những cái thành phần này rất là cực kỳ khó. Chuyện đã cố gắng thử rất là nhiều người không phải dễ. Còn có những người ở xa có thể gặp Kiệt trên mạng hay là một cái điện thoại, họ có cảm mến Kiệt thì cái đó đã hữu duyên, mình đã là anh em ở trên trời rất là nhiều đời nhiều kiếp, cho nên xuống đây á, là gặp nhau cái là hiểu nhau liền. Còn có những người anh em ruột sống chung với mình cả đời không hiểu, vẫn không hiểu, để cho mình giống như đau khổ, để cho mình thức tỉnh thêm, để mà cẩn thận thêm trong đời sống và tiến bộ trong đời sống. Những người giàu có mà không có hiểu về tâm linh thì nãy chị ví dụ nhé, cũng giống như mấy người mà làm ô sin vậy đó, rất là cực khổ. Khi đi rồi buông ra họ tay trắng không có mang theo được gì. Còn những người mà ở vùng miền Tây mà hiểu về sấm cơ của sư phụ của Đức Thầy, nghèo khổ không có cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng cái tâm hồn của họ rất là gọi là giàu dồi dào về tâm linh, hiểu về đạo lý, nói kinh nhuyễn như chuyện thì không có rành kinh của sư phụ, thì những người đó đó mới gọi là rất là cực kỳ tỷ phú. Họ giống như biết cách sống ở khách sạn 5 sao vậy, tuy là cái nhà chòi của họ và cái ao sen, nhưng là những người đó đang sống ở khách sạn 5 sao vậy đó. Còn mấy người giàu có ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội mà không có hiểu tâm linh rất là nghèo. Đó là hai mặt. Nhưng ở đời á, cuộc đời của con người á, nó cũng như một màn kịch, thì cái tâm linh, cái linh hồn là vĩnh cửu, nó đi rất là nhiều, qua rất là nhiều kiếp, nhiều nhiều cái thân xác, nó không phải chỉ một kiếp này. Một kiếp này nó cũng rất là ngắn, nó ngắn còn hơn là bữa giờ chị xuống đây 50 mấy tuổi, thì ở trên nó cũng giống như mình xẹt ra đường xẹt vô vậy đó, thời gian lẹ lắm. Trong những ngày tháng kế tiếp tài chánh sẽ bị khủng hoảng, không phải riêng nước Việt mà riêng chung luôn của thế giới nữa. Thì về tiền bạc á, nhớ tiết kiệm lại để dành. Cái đạo thì nói về cái dấu hiệu thiên tâm, cái dấu hiệu thiên tâm này
không phải của Kiệt nha, của cha. Đạo này là do đích thân Thượng Đế.